gần chạm tới nóc rồi. Đây, đây là kịch sàn rồi. Xe này nó có thủy lực của nó có 4 chức năng này. Bình thường sẽ có 3 chức năng thì thêm một chức năng dịch giá nữa. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở dịch giá ở trên này. Đấy, nên là nhìn cái hệ thống dây tiêu thủy lực của nó khá là nhiều. Đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì trong video mới nhất của ANP Việt Nam, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc xe nâng điện khá là đẹp, khá là tốt trong cái tầm giá của xe 1,5 tấn. Giá của chiếc xe này thì chưa đến 200 triệu nhá mọi người nhá. Tầm hơn 100 triệu thôi. Đây thì đây là một chiếc xe nâng của hãng TCM. Mọi người có thể nhìn thấy nó hơi màu mè một chút. Chắc là chiếc xe nâng này order vào dịp Noel nên là người ta dán thêm cho nó đẹp. Chiếc xe nâng này mới về công ty mình buổi chiều hôm qua, nên là mình chưa quay video ngay lúc đấy được. Thì sáng hôm nay mình có quay video cho mọi người xem đây. Khi mà nó nhập về xưởng bên mình thì mọi thứ theo xe nó y hệt như vậy, kể cả mấy cái dán như các thứ này. Đây, nó là theo xe nhá mọi người nhá, chứ không phải là bên mình tự dán vào đâu. Đấy, xe này thì có tải trọng nâng là 1,5 tấn, chiều cao nâng là 6m nhá mọi người nhá. Đây, để mình nâng lên thử cho mọi người nhìn. Rất là cao. À, và chiếc xe này còn có trang bị thêm một bộ dịch giá thì phải. Đây, dịch giá đây nhá. Rất là đẹp, rất là xịn sò. Xe còn khá là mới. Đây, chiều cao nâng là 6m. Gần chạm tới nóc rồi. Đây, đây là kịch sàn rồi. Xe này nó có thủy lực của nó có 4 chức năng này. Bình thường sẽ có 3 chức năng thì thêm một chức năng dịch giá nữa. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở dịch giá ở trên này. Đấy, nên là nhìn cái hệ thống dây tiêu thủy lực của nó khá là nhiều. Đấy. Đấy, tải trọng nâng là 1,5 tấn nha mọi người nhá. Chiều cao nâng là 6m. Đây, thông tin của xe thì nó sẽ có ở trên cái bảng model của xe đây. Mỗi chiếc xe nó sẽ đều có một cái bảng nhôm cho mình nhé mọi người nhé. Đây, bảng nhôm của chiếc xe đây, model FRHB15-8. Nghĩa là tải trọng 1,5 tấn, xe nâng điện, điện đứng lái của TCM đây, hãng TCM đây. Chiều cao nâng là 6000mm này. Tự trọng của xe là 2480kg này. Đây là số khung của xe này, đây là năm sản xuất. Xe này sản xuất vào tháng 12 năm 2008 nha mọi người nhá. Đây, cái biểu đồ tải trọng nâng đây. Nâng lên chiều cao 6000m thì xe nó sẽ nâng được 600kg mọi người ạ. Đấy. Đối với tâm nâng 500. Đấy, đấy là cái biểu đồ tâm nâng của xe nha mọi người nhá. Khi nâng lên chiều cao 6m như vậy thì chắc chắn là sẽ không thể đảm bảo nâng đủ tải trọng 1,5 tấn cho mọi người được. Tại vì xe này tải trọng 1,5 tấn nó sẽ đảm bảo chiều cao nâng đến 4,7m thôi. Đấy, còn từ 4,7m đổ đi là sẽ bị giảm tải trọng. Đấy, ngoài ra thì mình có xem cái thông tin của bình ắc quy ấy. Thì đây, cái tem của bình ắc quy này. Bình ắc quy này thì đã được người ta đổi từ lúc ở bên Nhật rồi nhá mọi người nhá. Đây, bình sản xuất năm 2017. Tức nghĩa đã được lắp bình ắc quy khác rồi trong quá trình sử dụng. Thì cái bình ắc quy cũ của nó sẽ bị hỏng ấy. Tại vì bình ắc quy cũng có tuổi thọ mà, thì người ta sẽ thay một bình ắc quy mới nhá. Đây, made in Japan này nhá, chứ không phải là bình Hitachi của Thái Lan thay vào đâu. Đây là bình của Nhật Bản và bên mình nhập khẩu. Ắc quy cũng là theo xe luôn nhá mọi người nhá. Đó. Xe còn rất là đẹp, bình ắc quy thì bình ắc quy mới này. Đây, còn cái phần khoang động cơ của xe này, động cơ rồi motor lái các kiểu, trợ lực lái này. Thì nó ở trong đây. Xe này mới về buổi chiều hôm qua nên là bên mình cũng chưa có kỹ thuật để cho người ta vệ sinh qua các thứ được. Nên là nhìn có thể nó hơi bụi một chút. Đây, cả phần bánh xe cũng là nguyên bản theo xe nhá. Đây, phần bánh lái đây. Và ở bên này nó sẽ là hai bánh cân bằng nhá. Ở phía dưới thì nó hơi khó nhìn một chút.
Đấy. Đây xe được trang bị 4 tay trang điều khiển thủy lực. Rất là tiện lợi. Và khung cao 6 mét cho một chiếc xe nâng điện đứng lái. Giá trị của chiếc xe này thì chưa đến 200 triệu mọi người ạ. Khá là rẻ thôi. Đây cái phần dịch giá đây. Ngoài ra thì mình còn nhìn thấy một cái hệ thống cảm biến khung nâng nữa ở trên đây. Đây ở phía sau này nó có cái điều khiển chiều cao nâng này. Nó có một cái hệ thống cảm biến. Và cái cục này là một này. Với lại nó gắn cảm biến ở trên phần khung xe này. Đấy thì setup đến một độ cao nào đấy thì nó sẽ dừng lại. Cái này thì mình chưa tìm hiểu kỹ lắm. Cái này thì mình chưa tìm hiểu kỹ lắm nên là mình cũng không biết là nó nâng được đến độ cao bao nhiêu. Đây như này hình như là độ cao 2 mét là nó dừng lại này. Đây là lên đến độ cao 4 mét là nó sẽ dừng lại này. Ồ, cái này là 6 mét rồi. Cái này nâng kịch rồi. Đây có thể cái này là 4 mét. Lại nhé. Đấy nó có ba cái chế độ này, nó cái này là option thêm cho xe à, nhà sản xuất người ta thiết kế để phù hợp với lại những cái xe sử dụng trong các cái kho hàng nhỏ có cái giá kệ ấy. Ví dụ giá kệ 3 tầng mỗi tầng cách nhau 2 mét chẳng hạn thì nó sẽ setup chiều cao là 2 mét 4 mét 6 mét. Đấy thì xe này đang được trang bị cái hệ thống cảm biến khung nâng, cảm biến chiều cao nâng á. Đấy rất là tiện lợi, nhưng mà đối với những kho bãi ở Việt Nam có thể là cái chiều cao của những cái giá kệ nó sẽ khác, nên là chúng ta sẽ không thể sử dụng cái phần setup sẵn này được. Thì cái này chúng ta sẽ có thể là có tài liệu để tìm hiểu để cài đặt lại, hoặc là chúng ta sẽ bỏ cái phần cảm biến này đi nhá mọi người nhá. Khi mà chúng ta nâng lên, thích nâng lên chiều cao bao nhiêu chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ nâng lên đấy. Đấy rất là tiện. Vận hành thủy lực rất là êm ái mượt mà. Đây mình lái thử xe cho mọi người nhá. Xe này thì nó cũng cơ bản như những chiếc xe nâng điện đứng lái khác thôi. Đấy chỉ có điều là chiều cao nâng của nó khá là cao nên là nó hơi đặc biệt một chút. Và có thêm hệ thống cảm biến khung nâng. Đó. Lái xe nâng rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Nếu mà đối với những người chưa biết lái thì chúng ta tập làm quen trong vòng khoảng 3 ngày là chúng ta sẽ lái rất là mượt mà rồi. Đấy. Đấy bên mình còn có một chiếc xe nâng điện đứng lái, thông số kỹ thuật các thứ y hệt chiếc xe nâng này. Đây mình sẽ đỗ bên cạnh cho mọi người nhìn nhé. Đấy đó là một chiếc xe nâng bên cạnh mình đây. Nhưng mà chiếc xe nâng này thì không được trang bị hệ thống cảm biến khung nâng hay sao á. Mình không thấy cái bảng điều khiển của nó. Đấy, xe này thì cũng có dịch giá rồi, cũng có nâng hạ 4 tay trang điều khiển thủy lực như bình thường, như chiếc xe này. Năm sản xuất các thứ rồi bình ắc quy các thứ nó cũng y hệt y nguyên như vậy, không có gì khác cả. Đấy thì hai chiếc xe này quá là đẹp và cái hiệu suất sử dụng của nó chả khác gì xe mới cả. Tại vì đối với một chiếc xe nâng điện thì chủ yếu quan trọng nhất của nó vẫn là cái phần bình ắc quy mà. Mọi người thay cái bình ắc quy xe nâng mới vào thì mọi người sử dụng rất là lâu, rất là bền. Tuổi thọ của một bộ bình axit hiện tại rơi vào khoảng 1.500 chu kỳ. Tức nghĩa là tối thiểu là 4 năm rưỡi đến 5 năm. Và nếu mà mọi người sử dụng liên tục hàng ngày ấy, thì 4 năm rưỡi 5 năm thì bình nó mới hết tuổi thọ. Và nếu mà mọi người sử dụng ít hơn khoảng 2-3 ngày mới sạc và sử dụng một lần thì tuổi thọ của nó sẽ lên được khoảng 7 năm chẳng hạn. Đấy là tùy vào cái mục đích sử dụng của mọi người. Và trong quá trình sử dụng thì mọi người kiểm tra bình rồi châm nước cất rồi bảo quản bình rồi đo điện bình các kiểu. Đấy thì tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người và thời gian sử dụng. Đấy trên video này là một chiếc xe nâng điện khá là đẹp mà mình muốn giới thiệu đến mọi người. Chiếc xe nâng này mới về bên mình. Hiện tại thì đăng kiểm của xe chưa có bản cứng. Thì trong vòng 20 đến 30 ngày, muộn nhất là 30 ngày nhé, thì bản cứng giấy đăng kiểm, giấy tờ thông quan của xe kiểu nó sẽ về bên mình. Nếu mà mọi người có nhu cầu về chiếc xe nâng điện
thương lái, chiều cao lưng là 6m. Thì mọi người hãy liên hệ ngay đến công ty xe lưng ANP Việt Nam nhé mọi người nhé. Địa chỉ công ty tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hòa Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Hoặc là mình sẽ để lại số điện thoại ở trên phần góc trên màn hình video này. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp, bên mình có nhân viên tư vấn hỗ trợ 24/24 giờ. Hoặc mọi người có nhu cầu thắc mắc nào hãy để ngay bình luận ở phía dưới phần comment này. Mình sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn cho từng người một, cũng như là nếu mọi người có nhu cầu sang xem xe, lái thử xe, trải nghiệm những chiếc xe này, mình có thể gửi định vị và đón mọi người sang bất kỳ lúc nào giờ làm việc của công ty nhé mọi người nhé. Đấy, thì để nhận được cho mình những video mới nhất, bổ ích nhất, cũng như là những sản phẩm mới nhất của xe lưng ANP Việt Nam, mọi người hãy like video này, đăng ký kênh của xe lưng ANP Việt Nam và nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất, hữu ích nhất về xe lưng cũng như các sản phẩm của xe lưng ANP Việt Nam đang kinh doanh. Bên mình sẽ cung cấp, cập nhật video mỗi ngày ở trên kênh YouTube của xe lưng ANP Việt Nam cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe lưng ANP Việt Nam trao niềm tin, nhận giá trị. Động cơ đây để mình mở cho mọi người xem nhé. Đấy, động cơ chính hãng của Komatsu nha mọi người nhé. Đây, phần động cơ của Komatsu đây. Ngoài ra thì tất cả những cái gì ở đây là nguyên bản 100% theo xe nhé. Và chưa qua sửa chữa như là chưa tháo lắp bất kỳ một thứ gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của xe lưng ANP Việt Nam. Hiện tại thì đây thì mình đang ngồi trên một chiếc xe nâng Komatsu tải trọng lên là 4 tấn. Xe nó khá là to so với lại cơ thể của mình. Tôi mà có thể nhìn thấy một chiếc xe nâng Komatsu Nhật bãi thì ngoại quan của nó sẽ như thế nào. Đây mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ đây là nước sơn nguyên bản của xe nha mọi người nhé. Khá là cũ rồi tại vì xe này cũng đã qua sử dụng tại Nhật Bản rồi. Nhưng mà được bên công ty ANP Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam và cam kết là chưa qua sử dụng tại Việt Nam nhé mọi người nhé. Xe này có tải trọng nâng là 4 tấn, chiều cao nâng là 5m. Đây 100% tất cả những gì mọi người nhìn thấy ở trên xe đây đều là nguyên bản theo xe nhé mọi người nhé. Đây cột này là cột cao, nâng cao 5m này. Mình nâng thử cho mọi người xem nhé. Hiện tại thì xe này còn được trang bị thêm một bộ dịch giá theo xe mọi người ạ. Đây nó sẽ có cái xi lanh dịch giá ở chỗ cái giá càng đây kìa. Đây, đấy mọi người nhìn thấy không? Đây là phần xi lanh dịch giá nhá. Dịch giá này là theo xe nó mọi người nhá, không phải là cái dịch giá lắp thêm vào đâu. Xe này có chức năng là nâng hạ cơ bản này, nghiêng ngả khung này và dịch giá này. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần xi lanh của Komatsu này. Thứ nhất là xi lanh của xe 4 tấn nó khá là to. Thứ hai nữa là cái dòng Komatsu, cái khung xe nó rất là chắc chắn. Mọi người có thể đây để mình xuống mình chỉ tận nơi trực tiếp cho mọi người xem nhé. Đây, những cái phần khung sườn này, giá này, rồi hàn khung các thứ này, nó rất là chắc chắn. Đấy, đây là xe dòng Komatsu nhé mọi người nhé. Đây, kể cả cái mối hàn đây, hàn rất là chắc chắn. Đó, chứ không phải là hàn bắn từng điểm vào đâu. Thứ hai nữa là xe này đang được trang bị lốp kép theo xe. Đây, đôi lốp kép, lốp hơi còn rất là mới, rất là đẹp. Đó, lốp kép nhá, dịch giá này, kế xi lanh dịch giá này. Đây. Đấy, nguyên bản mọi thứ là theo xe, kể cả gương, đèn, còi, các thứ. Đây mọi người có thể đi một vòng quanh xe. Sau đấy thì có thể dừng lại ở cái vị trí cầu sau của xe này. Cái phần lái rất là nhẹ nhàng này, rất là trơn tru này. Đấy, xe này là trợ lực bán thủy lực nhá mọi người nhá. Đấy, lốp còn rất là gai, rất là dày, rất là đẹp.
Ok ok. Ra đây thì mình sẽ lái thử xe cho mọi người xem nhé. Cái diện tích ở trong xưởng này nó hơi hẹp một chút nên là mọi người thông cảm nhé. Phanh còn rất là ăn. Đây mọi người có thể nhìn vào cái phần ống xả phía sau của xe này. Đây nhá, khi mà mình ga lên này, nhìn vào phần ống xả phía sau nhá. Ga lên không có khói trắng rồi không nào mọi người. Nó không bị ra khói đúng không? À có ra nhưng mà đấy là cái hiện trạng bình thường thôi. Còn khi mà mình ga rồ lên này, đấy thì nó sẽ ra khói. Thì bình thường thì chúng ta đã ép ga thì tất cả các cái xe khác nó cũng sẽ bị hiện tượng khói như vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta ga đều lên nhá, không hề có khói đúng không? Động cơ còn rất là tốt, rồi dàn bơm cao áp còn rất là tốt và rất là khỏe. Đây nhá, phần khoang động cơ đây để mình mở cho mọi người xem nhá. Đấy, động cơ chính hãng của Komatsu nhá mọi người nhá. Đây, phần động cơ của Komatsu đây. Ngoài ra thì tất cả những cái gì ở đây là nguyên bản 100% theo xe nhá. Và chưa qua sửa chữa như là chưa tháo lắp bất kỳ một thứ gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Ok, khi mà chúng ta ép ga lên ấy, thì bất kể là một chiếc xe nâng, kể cả hay ô tô hay xe nào thôi, nó sẽ bị cái hiện tượng khói như vậy. Đấy là hiện tượng rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta ga lên một cách từ từ, ga cũng hề có khói nhá mọi người nhá. Bơm cao áp này, rồi kim phun này, nói chung là rồi động cơ này còn nguyên bản rồi còn rất là tốt nhá. Đó, xe này đang được trang bị hai bình ắc quy khởi động nối tiếp với nhau, bình 24V. Đấy. Và một điều nữa là cái phần dầu và phần lọc này ấy, khi mà về đến công ty xe thương ANV Việt Nam thì đã được bên mình thay dầu và thay lọc nhá mọi người nhá. Nên là dầu và lọc nó sẽ không còn được nguyên bản nữa. Cái thứ hai nữa là do dầu lọc người ta để lâu có thể người ta chưa thay ấy. Thì bên mình đã thay rồi và kiểm tra rồi và bảo dưỡng tổng thể xe cho khách hàng trước khi giao rồi. Nên là mọi người có thể yên tâm 100% về chất lượng của xe nhá. Xe nhập khẩu chính ngạch, giấy tờ đầy đủ. Có kiểm định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầy đủ. Nên là mọi người không phải lăn tăn về cái vấn đề mà xe có nhập khẩu có đúng là của Nhật hay không. Cái thứ hai nữa là chiếc xe nâng này nhập khẩu về thì có ngày nhập khẩu và ngày đăng kiểm. Xe khoảng trong vòng 30 ngày, đấy là thời hạn đăng kiểm nhá. Thời hạn nhập khẩu và đăng kiểm luôn đấy. Đấy. Thì đấy, những chiếc xe nào trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng, 1 đến 3 tháng ấy, thì chứng tỏ là chiếc xe đấy mới được nhập khẩu về nhá và có thể là chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Còn có những chiếc xe nhập khẩu về khoảng một năm rồi, năm hơn một năm rồi, mọi người nhìn ở trên cái giấy tờ đăng kiểm ấy, đấy thì có thể là những chiếc xe đấy đã qua sử dụng tại Việt Nam rồi, đã được khai thác rồi và sau đấy mua qua bán lại rồi, thì giá thứ nhất là giá của nó rất là rẻ, thứ hai nữa là cái phần máy của nó, bơm thủy lực của nó rất kém rồi, đã tã rồi, nên người ta chỉ bán với giá thanh lý thôi. Gần như là mọi người cân sắt lên nặng bao nhiêu thì mọi người mua được từng đấy. Những cái xe đấy thì chất lượng của nó thì rất là kém. Thì chất lượng nó cũng đi đôi với giá tiền thôi. Giá rẻ thì chất lượng kém và không đảm bảo với hiệu suất hoạt động của mọi người. Nên là nếu mà mọi người mua xe nâng ấy, chúng ta tham khảo những chiếc xe nâng phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng của chúng ta. Và chúng ta cũng nên tham khảo thêm cả cái phần giá tiền nhé.
mức giá bao nhiêu thì phù hợp với chiếc xe này, mức giá bao nhiêu thì phù hợp với chiếc xe kia. Miễn sao được là trong tầm giá mình có thể bỏ ra và chiếc xe đấy đảm bảo hiệu suất làm việc của mình 100%, thì không nên tiếc 5 đến 10 triệu làm gì cả. Tại vì ngoài xe ra thì chúng ta còn có chất lượng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, bảo trì cũng như là bảo hành của cơ sở cung cấp xe nâng bán cho mọi người, phải không nào? Còn những chiếc xe giá thành nó chỉ bằng 1/3 hay là 1/2 thôi, thì những chiếc xe đấy là mình cam đoan với mọi người là không đảm bảo chất lượng sử dụng cho mọi người. Tại vì không có chiếc xe nâng nào ngon, chất lượng, ngoại hình đẹp mà giá lại rẻ cả. Đấy, chỉ có nói dối thôi. Đấy, thì giá cả của những chiếc xe nhặt bãi nó cũng đi đôi với chất lượng. Không thể so sánh xe nhặt bãi với lại xe quay đầu, xe thanh lý ở trên thị trường được. Đấy, nếu mà mọi người muốn một chiếc xe nâng chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao thì mọi người sẽ phải bỏ ra một số tiền nó tương đối một chút so với lại những chiếc xe quay đầu. Đấy, tùy vào mục đích sử dụng của mọi người và cái mức kinh tế đầu tư ban đầu mà mọi người có thể bỏ ra là bao nhiêu để đầu tư cho mình một chiếc xe nâng vừa ý hợp với lại giá trị sử dụng của mọi người. Đấy, mình chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Còn nếu mà mọi người có nhu cầu về chiếc xe nâng 4 tấn này hoặc là loại xe nâng khác có tải trọng nâng khác, bên mình đều có thể cung cấp cho mọi người từ 1 tấn, 1,5 tấn, 2 tấn, 2,5 tấn, 3 tấn, 3,5 tấn, 4 tấn, xe nâng dầu, xe nâng điện, xe nâng xăng ga các kiểu. Thì mọi người hãy để lại số điện thoại ở phần comment của dưới video này, bên mình sẽ có người gọi điện thoại tư vấn hỗ trợ mọi người để tìm được chiếc xe nâng phù hợp với mọi người nhất, chất lượng sử dụng tốt nhất nha mọi người nhé. Ngoài ra thì kênh xe nâng ANV Việt Nam sẽ cập nhật video về xe nâng, về sản phẩm, dịch vụ công ty ANV Việt Nam đang cung cấp đến mọi người thông qua kênh YouTube của ANV Việt Nam. Vậy thì mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất, hữu ích nhất về xe nâng nhé, để có thể chia sẻ kênh của xe nâng ANV Việt Nam đến tất cả mọi người trong cộng đồng sử dụng xe nâng nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam trao niềm tin, nhận giá trị. Khi mà các chiếc xe nâng được nhập từ thị trường Nhật Bản về thì nó phải còn nguyên zin nha các bạn nha. Kể cả nước sơn nó còn nguyên zin, và mọi thứ nó đi theo cái xe nâng này nó sẽ vẫn còn nguyên zin, đến như là lốp xe này, lốp trước lốp sau nó còn nguyên zin. Rồi như các bạn nhìn thấy, nước sơn nó cũng còn nguyên zin luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của xe nâng ANV Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là đây là một chiếc xe nâng của hãng Sumitomo. Tải trọng nâng là 3 tấn, chiều cao nâng tối đa là 3 mét, sử dụng số sàn. Và đây là một chiếc xe nâng mà cực kỳ nồi đồng cối đá, nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nhật Bản. Và có đăng kiểm cũng như là có hóa đơn, có giấy tờ đầy chứng nhận xuất xứ đầy đủ. Và như các bạn đang nhìn thấy đây thì để mà các bạn có thể lựa chọn được một cái chiếc xe nâng mà nó chất, nó đẹp cũng như là nó nguyên zin đúng như ý mình nhất, thì khi mà cái chiếc xe nâng được nhập từ thị trường Nhật Bản về thì nó phải còn nguyên zin nha các bạn nha. Kể cả nước sơn nó còn nguyên zin, và mọi thứ nó đi theo cái xe nâng này nó sẽ vẫn còn nguyên zin, đến như là lốp xe này, lốp trước lốp sau nó còn nguyên zin. Rồi như các bạn nhìn thấy, nước sơn nó cũng còn nguyên zin luôn. Thì một cái chiếc xe nâng mà nó nguyên zin nguyên bản như thế này á, thì các bạn có thể mục sở thị, rồi các bạn có thể là kiểm tra những cái lỗi nhỏ của nó một cách dễ dàng nhất, và các bạn không cần phải dẫn thợ đi làm gì cả. Một chiếc xe nâng đẹp là một chiếc xe nâng hình thức còn rất là ok, máy móc, số, khung gầm, mọi cái chi tiết trên xe nâng này nó còn nguyên bản, nguyên zin đi theo xe, thì đấy là một chiếc xe nâng chất lượng cao, và cũng có thể là một chiếc xe nâng mà nó yên tâm nhất về cái mặt là niềm tin của các bạn đối với cái dòng xe nâng Nhật bãi như thế này. Thì thông thường các bạn không hiểu về xe nâng nhiều lắm,
Thông thường các bạn không biết rằng như thế nào là một chiếc xe nâng đẹp. Thì các bạn nhìn thấy những cái chiếc xe nâng mà có thể là họ đã sơn rồi, nhưng mà máy móc vẫn còn nguyên zin, nhưng mà vào đâu đấy thì các bạn nhìn thì các bạn sẽ không phát hiện ra một cái lỗi mà như cái chiếc xe zin này nó thể hiện như này. Ví dụ như đây là một cái chiếc xe zin mà nó sẽ bị mốc hoặc là ố dí một chút ở cái phần đối trọng như này. Nhưng mà khi mà chúng tôi mà bá matit lại, chúng tôi sơn cái này đẹp lại rồi, thì các bạn nhìn thấy các bạn có thể có phát hiện ra là cái xe nâng này nguyên bản là nó sẽ bị dí cái đối trọng như này. Đấy. Nên là khi mà nó còn zin còn nguyên bản như này thì các bạn thứ nhất là kiểm tra nó về cái lỗi rễ này. Thứ hai là có thể mình đánh giá tổng quan là cái chất lượng cũng như là cái giá trị của con xe nâng này nó còn bao nhiêu phần trăm nha các bạn nhá. Đấy, thì ngoài những cái việc mà cái nước sơn nó nguyên zin thì cái những cái phụ kiện này như các bạn nhìn thấy là gương này. Đấy. Rồi đèn này. Đấy, rồi những cái ghế ngồi ở trên xe này. Đây các bạn nhá. Ghế ngồi này. Mọi cái thứ mà đi theo xe cũng như cần số, rồi cái nước sơn của cái phần nhựa này, rồi cũng như khung này, cũng như là bên này là nó có càng nhá. Đấy, nó có càng. Thì các bạn quay xa đây nhìn thấy tổng quát cái bộ càng này. Đấy, khung, mọi cái thứ này nó còn nguyên zin nha các bạn nhá. Kể cả nguyên zin về nước sơn, nguyên zin về những phụ kiện, nguyên nhân và những linh kiện nó đi kèm với chiếc xe nâng này. Thì các bạn có thể mục sở thị, rồi các bạn có thể rờ mó, rồi các bạn có thể soi ra những cái lỗi mà nếu như nhìn những cái lỗi mà các bạn không ưng ý được thì các bạn có thể phát hiện ra ngay một cách khá là dễ dàng so với những chiếc xe mà họ đã tút tát lại rồi, họ làm lại rồi. Thì đương nhiên rằng là không phải chiếc xe nâng nào tút tát lại cũng là chiếc xe nâng không tốt, mà thông thường xe nâng Nhật bãi nó nhìn nó phải mốc mốc một tí, nó phải cũ một tí, nó phải có hơi hơi rỉ rỉ một tí, thì đấy mới là những dòng xe nâng Nhật bãi chất và xịn. Chứ còn xe nâng Nhật bãi mà lại về lại còn như là xe mới thì là không bao giờ có. Và các bạn phải hiểu rằng xe nâng Nhật bãi nó có thể là chất lượng không được như xe mới, nhưng mà hiệu suất làm việc cũng như là công suất làm việc nó sẽ đạt như chiếc xe nâng mới. Đấy là một chiếc xe nâng tốt. Và đây luôn nữa thì tôi sẽ review cái động cơ cho các bạn xem. Đây là một dòng xe nâng Sumitomo nội địa của Nhật Bản, và đương nhiên thì nó sẽ lắp một cái động cơ nồi đồng cối đá như thế này, là động cơ nguyên zin luôn các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy thì không có một cái vết nào xước, không có một cái vết nào gọi là can thiệp của cái đồ nghề vào, từ con ốc, từ nguyên zin, mọi thứ từ đầu đến chân của cái chiếc xe nâng này là nó chất lượng nguyên zin nguyên bản nha các bạn nhá. Đây, với cả hộp số nữa, các bạn có thể nhìn qua luôn thấy không, nguyên zin nguyên bản, nó đi theo xe như thế này nhá các bạn nhá. Đấy. Rồi. Và tôi sẽ để máy để cho các bạn nghe cái tiếng động cơ nhé. Đây, thấy chưa? Tiếng động cơ tròn, êm và rồ ga nó thoát máy. Và đặc biệt là khi tôi rồ ga thì nó không có khói nha các bạn nhá. Anh máy quay có thể quay về cái phần ống pô sau nhá, để xem là có khói hay không nhá. Đây, tôi rồ ga. Rồi, ok. Tôi rồ ga và tôi sẽ quay cái phần ống khói rồi cho các bạn xem, rồi nó không hề có khói. Và đây là một cái chiếc xe nâng mà động cơ máy số zin chất nha các bạn nhá. Rồi, ok, tôi sẽ chạy thử cũng như là thao tác những cái động tác cơ bản cho các bạn xem nhé. Thì ở trên đây nó là số tự động nhá, thì nó sẽ có anh máy quay, anh có thể quay gần lại đây giúp tôi, thì anh có thể quay rõ cái cần số này để cho quý vị và các bạn có thể đó xem được là cái số này nó như thế nào. Thì số tiến đằng trước nhá, đây là số tiến nha các bạn nhá. Mình có thể lắc ngang ra như này là số 2 của số tiến nha các bạn nhá, và khi chúng ta gạt về này chúng ta kéo lùi vào đấy các bạn nghe không, các bạn nghe thấy tiếng chuông của báo lùi không, thì đấy là số lùi nha các bạn nhá. Và khi mà chúng ta lắc ngang qua, đây là số lùi rồi, là chúng ta lắc ngang qua như này, đây là số 2 của số lùi nha các bạn, số nhanh của số lùi đấy các bạn nhá. Đây, tôi chạy thử về số tiến cho các bạn xem này. Đấy, số tiến. Nhả phanh tay ra tất như này thì mới chạy được. Đây là số tiến chậm nha các bạn nhá. Đây là số tiến chậm. Và tôi gài số tiến lùi cho các bạn, là số tiến nhanh cho các bạn xem ở đấy. Các bạn thấy chưa, nó sẽ chạy nhanh hơn nhiều.
Đấy, đây tôi sẽ gài số số chậm lùi này. Số chậm lùi nhá. Chạy rất chậm này, các bạn nhìn thấy chưa? Chạy rất chậm nhá. Và tôi đã cài số nó nhanh lùi này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Cài số nhanh lùi. Đấy. Rồi, tôi lại sẽ cài số tiến nữa cho các bạn xem. Và tôi sẽ review cái phần nâng hạ cho các bạn xem. Con này thì nâng 3 mét thôi nhé các bạn nhé. Nâng hạ cơ bản. Đây. Chiều cao nâng tối đa là 3 mét. Tôi chạy tiến nha các bạn xem. Và một lần nữa tôi muốn nhắc lại cho các bạn rằng là một cái chiếc xe nâng còn nguyên zin, nguyên bản và đầy đủ mọi thứ linh kiện đi theo xe, thì các bạn có thể rằng là mục sở thị cũng như là các bạn có thể rằng là lựa chọn cũng như kiểm tra nó một cách dễ dàng nhất. Và như thế nào là một chiếc xe đang đẹp thì mọi thứ nó phải còn tổng quát cơ bản như này các bạn nhá. Và một điều nữa tôi cũng lưu ý lại với các bạn trong cái video này là xe nâng nhập khẩu về phải có giấy tờ đầy đủ, có hóa đơn, có chứng từ và có đăng kiểm đỏ, thì đấy là những chiếc xe nâng mà nó yên tâm và chất lượng nhất. Và các bạn đang xem cái video này, các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký ở cái phần dưới nhá, để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất cũng như là những cái sản phẩm mới nhất mà kênh Xe Đăng ANP sẽ đăng ở trên kênh này hàng ngày, hàng tuần, cập nhật thông tin đến các bạn về những sản phẩm mới nhất cho các bạn nhé. Các bạn hãy để lại comment, các bạn hãy để lại những cái bình luận, đặt những cái câu hỏi mà các bạn mong muốn. Ví dụ như giá xe đăng này bao nhiêu tiền, hoặc là cái xe đăng này có dễ sửa hay không, cái xe đăng này có dễ lái hay không, và vân vân và mây mây. Thì các bạn có thể đặt những câu hỏi ở dưới cái phần comment, bình luận để chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn những kiến thức mới nhất về xe đăng nhé các bạn nhé. Và nếu các bạn quan tâm cái dòng xe nâng này thì các bạn cũng có thể liên hệ với lại cái số điện thoại trên góc màn hình của xe nâng ANP để có thể lựa chọn cũng như là được tư vấn đầy đủ hơn về cái dòng xe nâng này nha các bạn nhé. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị. Trong phân khúc tải trọng nâng 1 tấn hoặc là cao hơn một chút nữa, 1 tấn, 1 tấn 2 chẳng hạn, thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà mọi người đề ra nhé. Cái model này FD10T-21 này, đời rất là cao. Năm sản xuất 2014, đây là số khung. Đây là tự trọng của xe là 2 tấn 290. Đây là biểu đồ tâm nâng này. Chiều cao nâng của cột này, 3 mét này. Lốp theo xe này, kích thước càng theo xe này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Đức, nhân viên bên công ty xe nâng ANP Việt Nam. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của xe nâng ANP Việt Nam. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chiếc xe nâng ở trong video này. Chiếc xe nâng này cực kỳ đáng dùng ở trong phân khúc tải trọng là 1 tấn nhé mọi người nhé. Đây, chiếc xe nâng ở ngay phía sau mình đây. Hãng xe nâng Kobatsu thì không xa lạ gì với người sử dụng rồi phải không nào? Một hãng xe nâng cực kỳ tốt, cực kỳ bền, thương hiệu nổi tiếng top đầu của Nhật Bản luôn. Đấy, chiếc xe này có tải trọng nâng là 1 tấn nhé mọi người nhé. Trong phân khúc tải trọng nâng 1 tấn hoặc là cao hơn một chút nữa, 1 tấn, 1 tấn 2 chẳng hạn, thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà mọi người đề ra nhé. Chiếc xe nâng này được sản xuất vào năm 2014. Tải trọng nâng là 1 tấn, chiều cao nâng là 3 mét. Đây, trên cái bảng model của xe nó sẽ có các cái thông số đây. Tất cả các chiếc xe nâng đều có một cái bảng model như này nhé mọi người nhé. Đây, model này FD10T-21 này, đời rất là cao. Năm sản xuất 2014, đây là số khung. Đây là tự trọng của xe là 2 tấn 290. Đây là biểu đồ tâm nâng này. Chiều cao nâng của cột này, 3 mét này. Lốp theo xe này, kích thước càng theo xe này. Đấy, mọi thứ nó đều có hết ở trên cái bảng này nhé. Mọi người có thể nhìn qua một vòng về cái chiếc xe này. Một chiếc xe cực kỳ đáng dùng và cực kỳ đáng sở hữu luôn mọi người ạ.
đèn với các thứ thì nhìn đây là những cái đầu tiên nó đập vào mắt mình thì mình nhìn thấy thôi, nhìn còn rất là mới này. Đấy, rồi phần khung biếc thì rất là chắc chắn nhá, những cái phần khung với lại xi lanh của Komatsu nó rất là chắc chắn. Đấy, rồi càng nâng các thứ này. Xe này đang được trang bị khung nâng cơ bản, chiều cao nâng là 3m nha mọi người nhá. Đấy, càng nâng các thứ này. Rồi khung sườn đối trọng này, xe này 1 tấn nên là đối trọng của nó nhỏ hơn so với lại những chiếc xe 1 tấn rưỡi mọi người hay nhìn thấy. Đây, còn đây là phần khoang động cơ của xe. Xe này sản xuất năm 2014, còn khá là gần đây. Và cái phần động cơ của xe tất nhiên là rất là đẹp, rất là mới rồi phải không nào mọi người. Đây, chiếc xe này mới chạy được có 4.200 giờ thôi, cực kỳ ít so với lại một chiếc xe nâng. Cái khoảng 4.000 giờ nó cũng như kiểu khoảng thời gian chạy già máy của mọi người thôi, để mọi người test xe chứ các thứ, ok các thứ. Động cơ nhìn nó rất là mới, rất là đẹp nhá. Xe này đang được trang bị động cơ 4D92E của Komatsu. Đây, chính hãng Komatsu sản xuất nhá, made in Japan nhá. Nên là mọi người có thể yên tâm 100% về cái hiệu suất sử dụng của phần động cơ này. Có một vài chiếc xe nâng 1 tấn rưỡi cũng được trang bị động cơ 4D92 và có thể hơn một tí là 4D94. Thì cái phần động cơ này nó hoàn toàn phù hợp, kể cả khi mà mọi người cần nâng 1 tấn rưỡi nhá. Chỉ có điều là cái phần đối trọng của nó hơi nhỏ nên là nếu mà nâng thì có thể nó sẽ bị bành đít lên thôi. Còn phần động cơ thì cái hiệu suất của động cơ nó đảm bảo đủ 100% cho mọi người. Động cơ còn rất là mới, rất là đẹp này, mọi người có thể nhìn thấy này. Kể cả những cái phần lọc gió ở trong đây này. Lọc gió theo xe nữa. Bên mình nhập về 100% là nguyên bản theo xe nhá mọi người nhá. Đây, lọc gió ở xe. Mọi người nghe tiếng khi mình ga lên nhá. Nghe tiếng máy nổ rất là giòn, không hề có một cái tiếng gõ bất thường nào ở trong phần khoang máy cả. Ví dụ như là mọi người sợ là máy mở rồi hay là xi lanh piston nó có vấn đề gì mà mình không biết không thì nghe cái tiếng máy nổ ấy nhá, rất là giòn, rất là gọn, nó không có những cái tiếng bất thường nào. Rồi đến phần quạt này, cát nước các thứ à. Đây là cái phần hộp cầu chỉ rơ le của xe. 100% nó là nguyên bản hết các thứ nha mọi người nhá. Đấy, chiếc xe này mới nhập về được khoảng 2 ngày thôi nên là bên mình chưa kịp vệ sinh các thứ gì cả. Thì xe nó hơi bụi một tí thì mọi người nhìn thấy ở đấy. Mình lên mình lái thử chiếc xe cho mọi người cùng xem nhá. Đây là một chiếc xe số tự động, hoạt động rất là nhàn chân này. Có một chân côn này, một chân ga và một chân phanh này. Đấy, tiến lùi hoạt động các thứ rồi nâng hạ này, nghiêng ngả khung này. Khung cơ bản nên là nó sẽ có hai chức năng là nâng hạ và nghiêng ngả khung nhá mọi người nhá. Phanh rất là ăn. Nâng hạ rồi tiến lùi. Nghiêng ngả khung. Đó. Đấy, mọi người nhìn này, cái phía cầu sau này nó có cái xi lanh trợ lực lái nên là lúc mà mình đánh lái nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, không có cái gì khó khăn cả. Ví dụ như những chiếc xe đời cũ thì phần lái cơ thì nó hơi nặng hơn một chút,
Nhưng mà những chiếc xe đời cao thì rất là dễ dàng, rất là đơn giản đó mọi người nhá. Và thứ hai nữa là chiếc xe này đang được trang bị số tự động, nên là trong quá trình hoạt động nó rất là thoải mái, rất là đơn giản thôi. Ai cũng có thể lái được chiếc xe này thôi. Đấy. Đấy. Đấy thì trên video này mình vừa mới giới thiệu cho mọi người một chiếc xe nâng Komatsu, tải trọng 1 tấn, chiều cao nâng là 3m, sản xuất năm 2014. Nếu mà có nhu cầu về xe nâng, cụ thể là chiếc xe nâng này hay là những chiếc xe nâng khác tải trọng từ 1 tấn, tấn rưỡi, 2 tấn cho đến 4 tấn, mọi người có thể liên hệ ngay đến xe nâng ANP Việt Nam nhé mọi người nhé. Số điện thoại tư vấn hỗ trợ mọi người mình sẽ để ở trên góc video ở trên màn hình này. Ngoài ra thì hàng ngày thì kênh YouTube của xe nâng ANP Việt Nam sẽ up lên những video cập nhật những chiếc xe mới nhất khi mà vừa mới đặt chân về xưởng của xe nâng ANP Việt Nam. Mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất về những chiếc xe nâng mới được ANP Việt Nam cập nhật ở trên YouTube mỗi ngày nhé, để có những sự lựa chọn cho mình, những sự lựa chọn tốt nhất về những chiếc xe nâng phù hợp với mọi người. Hoặc mọi người có thể để lại số điện thoại hoặc là những cái nhu cầu cá nhân của mình ở phía dưới phần comment để mình có thể liên hệ trực tiếp tư vấn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy share cái video này đến cộng đồng những người sử dụng xe nâng, những người lái xe nâng. Nếu các bạn hãy đăng ký kênh thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những cái video mới nhất về kiến thức xe nâng, về kinh nghiệm sử dụng xe nâng mà chúng tôi sẽ đăng hàng ngày trên cái kênh YouTube xe nâng ANP nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị. Đây, cái xe này đang được trang bị động cơ 2Z của Toyota. Dung tích xi lanh là 3.4 lít nha mọi người nhé. Đây, thông số rất rõ ràng ở trên này. Bản hết 100% nha mọi người. Bên mình chưa có thời gian vệ sinh các thứ gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn vào những cái phần xi lanh của cái kẹp này. Đây nhá, mình di tay cho mọi người xem nhá, không hề có một vết dầu nào dính ra cả. Đây, xi lanh còn rất là tốt, phớt còn rất là tốt này, không hề có một chút dầu nào cả. Đấy, ở đây phớt các thứ của nó đây. Và hệ thống tiêu thể lực đây rất là gọn gàng. Hello anh em, mình đang thử test con xe kẹp gạch cho anh em xem rồi. Wow, cái này là rực giá của nó này. Con này mới về, mình cũng chưa xem xét xe nó có những cái gì. Thì hôm nay mình quay video cho anh em thì mình test luôn trên video luôn cho anh em xem. Con này nó có 5 tay trang điều khiển thể lực. Đây, 2 tay ngoài cùng điều khiển cái kẹo gạch này. Cái này là kẹo gạch vuông anh em nhá. Đó, kẹp vào này. Mình đang ghi 2 tay cùng một lúc. Đó, cái này là dịch giá. Ủa, con xe này lốp hơi của nó hơi non hay sao ấy, nên là cảm giác nó cứ rung rung, nghiêng ngả khung này. Xe này nó mới về bên mình nên là chưa bảo dưỡng, chưa vệ sinh các thứ gì cả. Nhìn nó hơi cũ cũ một tí, chắc là cũng do cái môi trường làm việc của nó thôi. Nhưng mà phải nói mấy con của Toyota thì cực kỳ bền. Con này 2.5 tấn. Cái năm sản xuất của nó là năm 2000. Đây, anh em vào xem cái bảng model của xe đây, đi vòng sang bên này thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây, con xe này đang được trang bị số sàn nhé mọi người nhé. Hai tay điều khiển đây, tay số nhanh, số chậm và tay tiến lùi. Đây, cái bảng model của nó hơi mờ, đời nó lâu rồi, nó hơi mờ. Model 7FD25, đời 7, xe nâng dầu 2.5 tấn của Toyota nhé mọi người nhé. Đây là số khung, đây là chiều cao nâng 3m, năm sản xuất 2000. Đây là thông số lốp của xe. Đây, hai xe đều được trang bị lốp hơi, nó hơi mờ một chút. Đấy, thì cái thông số lốp này nó có khắc ở trên lốp luôn, thì mọi người có thể nhìn ở trên lốp nó dễ nhìn hơn. Còn cái tải trọng nâng ở đây, khi xe 2.5 tấn, khi mà lắp bộ kẹp gạch này vào thì mọi người có thể nâng được 1 tấn 150 kg, 1150 kg với tâm nâng là 600 mm nha mọi người nhé.
tâm lưng nó sẽ bị hơi bị vươn ra ngoài một chút. Bình thường tâm lưng của chúng ta là 500, thì cái bộ kẹo gạch này sẽ có tâm lưng là 600 mm, đó, được trang bị lớp hơi. Như mình đã điều khiển cho mọi người nhìn ở cái phần đầu video rồi đấy. Đấy, thì đây là cái bộ kẹo gạch này, mình đang điều khiển hai tay trang một lúc. Cái tâm lưng của nó sẽ là 60 phân nhá mọi người nhá. Đấy, thì cái tải trọng lưng của nó sẽ bị giảm đi một chút. Nó là 1150 kg, tức nghĩa là khoảng 1 tấn 1, 1 tấn 2 đấy. Đấy. Còn về cái con này nó sử dụng động cơ như nào thì để mình mở cái khoang động cơ lên cho mọi người xem nhá. Đây, mọi người tiến lại gần đây một chút. Đây. Cái ắc quy này thì ắc quy của nó cũ quá rồi nên mình thay luôn cái ắc quy mới đề cho nó ngon, tránh ảnh hưởng đến đề các thứ rồi máy phát của xe. Đây, cái xe này đang được trang bị động cơ 2Z của Toyota, dung tích xi lanh là 3.4 lít nha mọi người nhé. Đây, thông số rất rõ ràng ở trên này. Đấy, động cơ 2Z của Toyota khá là phổ biến ở trên những cái dòng xe 2 tấn rưỡi 3 tấn rồi đúng không nào mọi người. Đấy, 100% kể cả những cái dầu nước các thứ rồi lọc nước là bên mình chưa hề thay, tại vì nó mới về bên mình chưa có thời gian làm. Còn trước khi mà mọi người mua xe, trước khi bên mình bán ra, bên mình sẽ thay hết dầu, thay hết lọc nước các thứ rồi kiểm tra bảo dưỡng lại tổng thể xe cho mọi người. Đèn đóm nó có bị vỡ hay bị cháy thì thay cái khác, gương hỏng thì thay gương khác, nhưng mà cái gương này vẫn còn rất là ok ấy. Đấy, ngoài ra thì xe đang được trang bị lốp hơi và cột nâng là 3 mét nha mọi người nhé. Cái phần xi lanh này rất là sạch này, khớp còn rất là tốt, không hề bị chảy dầu chảy nước các thứ gì cả. Đấy, 100% là nguyên bản theo xe. Cái thứ hai nữa là xe đang được trang bị lốp hơi, cả 4 lốp và lốp hơi. Thì cái lốp hơi phía trước này kích thước lốp là 700x12. Đây, 700x12. Nó hơi non một chút, chưa bơm được lên. Đấy, lốp sau là lốp hơi nhá. Lốp sau này như là 650x10. À, lốp sau là 600x9 đây, thông số đây mọi người nhá. Đấy, cả 4 lốp nữa vậy. Nếu mà bỏ cái phần kẹp gạch đi ấy thì lắp đôi càng khác vào sẽ sử dụng như một chiếc xe nâng hạ bình thường thôi. Cái đối trọng của nó cũng là đối trọng của loại Toyota 2 tấn rưỡi cơ bản thôi. Mọi người nhìn rất là quen mắt. Đấy, xe đang được trang bị số sàn này, lốp hơi là lốp đơn này, 100% là nguyên bản theo xe nhá. Kể cả những cái con ốc này nguyên bản hết 100% cho mọi người. Bên mình chưa có thời gian vệ sinh các thứ gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn vào những cái phần xi lanh của cái kẹp này. Đây nhá, mình di tay cho mọi người xem nhá, không hề có một vết dầu nào dính ra cả. Đây, xi lanh còn rất là tốt, phớt còn rất là tốt này, không hề có một chút dầu nào cả. Đấy, ở đây phớt các thứ của nó đây, và hệ thống tiêu thể lực đây rất là gọn gàng. Đó, bộ kẹp gạch này mà mọi người có nhu cầu sử dụng một chiếc xe Toyota 2 tấn rưỡi nâng hạ cơ bản bình thường, bên mình cũng hoàn toàn có thể cung cấp cho mọi người một chiếc xe nâng khác ở phía bên này của xưởng. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết với mọi người chiếc xe nâng đấy ở trong video sau nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì chiếc xe nâng này đã được trang bị một bộ kẹp gạch nhìn rất là hoành tráng. Trang bị cái này thì đồng nghĩa việc là khi nâng nó sẽ bị giảm tải trọng của xe đi mọi người ạ. Cái tải trọng nâng thì như lúc nãy mọi người xem ở trên cái bảng nhôm của xe ấy, thì đấy là cái thông số của nhà sản xuất người ta đưa ra đấy mọi người nhé. Đấy, ngoài ra khi mà mọi người có nhu cầu về xe nâng, không chỉ chiếc xe nâng này mà còn có nhu cầu về xe nâng sử dụng cho những mục đích khác nhau, mọi người có thể liên hệ ngay đến công ty xe nâng ANV Việt Nam. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người chọn được những chiếc xe tốt nhất, giá cả hợp lý nhất để cho mọi người phù hợp với mục đích sử dụng của mọi người nhé mọi người nhé. Ngoài ra thì bên mình sẽ cập nhật những sản phẩm mới của xe nâng ANV Việt Nam mỗi ngày trên kênh YouTube xe nâng ANV Việt Nam. Mọi người hãy nhấn ngay vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video hữu ích nhất, bổ ích nhất mỗi ngày, và là những người đầu tiên được biết đến sản phẩm của xe nâng ANV. Và nếu mà có nhu cầu thì mọi người sẽ là những người đầu tiên được
tham khảo cũng như là được biết về giá thành, xem nó có hợp lý với mình không để mình có thể chốt những chiếc xe ngon nhất, bổ ích nhất, chốt sớm nhất nhá mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị.